Anna một lần nữa là Anna sẽ bị chặt hai cái tay đó. Chặt hai cái chai tay đem đi cho con chó ăn luôn phải không? Cộng tóc cho người mẹ vậy kìa. Rồi Anna, Anna ngước lên, Anna xinh đẹp ngước lên nào. Anna, Anna xinh đẹp ơi, ngước lên nào. Wow, đẹp dữ. Cho nó bạn trên đây cái. Ủa sao đẹp dữ? Nó chở mất miếng tóc rồi. Y như con chó ghẻ luôn nè. Tên tôi quay rồi, mà quay tôi đi. Thôi tôi đi vô tôi dọn dẹp nữa. Dọn dẹp gì, dọn dẹp hoài vậy? Tôi đi gửi mình gửi máy cho nó con Anna. Ủa lộn chơi thằng Bo. Từ từ. Wow, công chúa xinh, Anna xinh đẹp hơn mẹ Tiền luôn rồi. Người gì đâu mà đẹp dữ vậy ta. Ồ, người gì đâu mà cắt tóc xinh đẹp dữ vậy ta, mốt mới nè. Tưởng tượng Anna à. Mà con ơi, tưởng tượng Anna mà con của mấy đứa mà siêu mẫu hot girl rồi ha. Là bắt đầu là mốt, nó là mốt nè, hoặc là nhà tạo mẫu tóc á. Không, cái này để mốt đó. Để lên đó là mới thời tóc nổi tiếng đây. Không, cắt cho ngay 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 bầu bầu nhìn cũng thấy cưng. Bầu bầu nó là nó cắt vậy đó, ngang ngang vậy đó nhìn cũng thấy cưng. Được. Anna, công chúa Anna xinh đẹp coi, cô chủ Anna ngước lên coi. Khabi khab. Khabi khab. Mày ngồi tổn rồi, chắc phải cho nó qua đây đó. Khabi khab. Đây em nha. Cô ấy bị tóc rụng trởm.